Thưa quý vị, khi mà chúng ta đã có những tín hiệu tích cực từ việc dịch bệnh đã có thể kiểm soát cũng như ngành du lịch không khói được phát triển trở lại, thì có rất rất nhiều những câu chuyện xung quanh vấn đề này để cho thấy rằng chúng ta đang từng bước tạo đà để có thể phát triển trở lại. Và năm 2022 được dự báo là một năm khởi sắc trở lại của ngành khách sạn lưu trú Việt Nam khi COVID-19 được đánh giá là chỉ mang tính cản trở nhỏ và không cản trở bước đi của ngành kinh tế du lịch. Đặc biệt là hạ tầng du lịch, trong đó có bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là căn bản. Và trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19, nhiều nhà đầu tư vẫn đang khởi động các dự án và cũng sẵn sàng cho hoạt động du lịch trở lại. Sự kiện TNR Holdings Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với Accor và Ennismore vừa diễn ra, mở ra bước tiến mới trong lĩnh vực khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, mở rộng thêm hệ sinh thái sản phẩm và du lịch cũng như dịch vụ thuận ích của tập đoàn. Theo thỏa thuận hợp tác, TNR Holding Việt Nam sẽ phát triển những khách sạn, căn hộ khách sạn theo chuẩn mực cao nhất tại các dự án ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên. Accor Ennismore sẽ là đơn vị quản lý vận hành các khách sạn, căn hộ khách sạn này dưới 3 thương hiệu chiến lược Suite Hotel, Hyatt, Grand Mercure. Thì việc hợp tác với không những Accor mà các nhà vận hành thương hiệu hàng đầu thế giới khác sẽ đem lại cho TNG và TNA Holdings một cái dòng sản phẩm mà chúng ta có thể đa dạng hóa được các sản phẩm của mình. Và thứ nhất là với dòng sản phẩm nghỉ dưỡng thì chúng ta cũng có thể nâng cao được chất lượng dịch vụ và nâng cao được chất lượng sản phẩm. Cùng với đó thì sẽ đưa đến là nâng cao được hiệu quả vận hành trong suốt vòng đời dự án. Và điều này cũng chắc chắn là mang đến cho các nhà đầu tư một khả năng sinh lợi tương đối lâu dài. Việc hợp tác với Accor và Ennismore sẽ giúp các dự án của TNA Holding Việt Nam ngay lập tức được hưởng lợi thông qua các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tiền khai trương nhằm đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn thiết kế và có khả năng vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí khi hoạt động. Bên cạnh đó, đến giai đoạn vận hành, hệ thống phân phối của Accor, chương trình hội viên và mạng lưới marketing toàn cầu, thương hiệu khách sạn sẽ giúp dự án của TNA Holding Việt Nam tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Accor vui mừng đón chào sự kiện ký kết hợp tác với TNA Holdings Việt Nam để giới thiệu 3 khách sạn mới tại Việt Nam. Sự kiện mang tính cột mốc này có ý nghĩa lớn bởi sự phù hợp với chiến lược xây dựng các khách sạn mà phong cách sống của chúng tôi tại các thị trường đang phát triển. Trong bối cảnh ngành dịch vụ Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19, sự hợp tác giữa TNA Holding Việt Nam, Accor và Ennismore không chỉ đem đến những kỳ quan chuẩn mực cho khách lưu trú trong tương lai, tạo sự cộng hưởng cho các doanh nghiệp, mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực về sự chuyển mình của các vùng đất, tạo cú hích thúc đẩy du lịch địa phương. Sự hợp tác này sẽ mang tới thị trường khách sạn nghỉ dưỡng 3 cái tên mới gồm Suite Hotel Hải Phòng, Riverfront, Hyatt Đà Nẵng Center và Grand Mercure Phú Yên Boulevard Center với hàng ngàn phòng lưu trú theo tiêu chuẩn 5 sao. Từ đó tạo ra những biểu tượng du lịch mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, thương mại tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Phú Yên.